wrist strap, headphone, and monopod. Oh damn, mình lỡ làm rơi gói hút ẩm vô trong shaker rồi các bạn. Vlog này thật là tốn kém. Hey, xin chào các bạn, it's me again, Đặng Hữu Phúc aka DFit. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, rất là lâu rồi mình không làm một video về tập luyện, thì ngày hôm nay mình quyết định là sẽ xách máy lên và đến phòng tập quay một video tập luyện cho các bạn. Điều thú vị nhất mà ngày hôm nay mình sẽ thực hiện đó chính là mình sẽ đến tập và review phòng tập được xem là lớn nhất Việt Nam hiện tại, đó chính là City Gym tại Vạn Hạnh Mall. Let's go. Tập mới mở nên là tầng trên này chưa có ai lên cả, rất ít người lên. Như nãy mình trong thang máy là đi lên đây là một mình. Ok, cuối cùng thì mình đã đến được cái khu máy và thiết bị tập. Cũng chưa hoàn thiện hết tất cả cho nên là máy ở đây vẫn còn hơi bụi. Đánh giá chung thì phòng tập thật sự rất là lớn, rất là rộng. Nếu như các bạn thích video này thì hãy like, thấy hay thì share. Còn nếu đây là lần đầu các bạn xem vlog này thì hãy nhấn nút subscribe để đăng ký kênh. Ok, ngày hôm nay mình sẽ tập với một partner của mình. Đó là anh Tú trong team Labs. Như mình đã nói ở đầu clip thì ngày hôm nay mình sẽ tập theo cái lịch tập mới của mình, không tập như hồi cutting nữa. Mình sẽ tập theo lịch push, pull và legs. Ngày hôm nay là ngày push. Nay mình sẽ tập ngực và vai. Bài tập đầu tiên ngày hôm nay sẽ là bài bench press. Với bài bench press mình sẽ đi rất nhanh, chỉ đi 3 set thôi, cho nên là sẽ warm up rất là kỹ. Đây là set warm up đầu tiên, easy. Với bài tập bench press đầu tiên thì mình sẽ tập 3 set working set là 3, số reps là sẽ là từ 8 đến 12 reps, và trọng lượng tạ sẽ cố gắng là tập trọng lượng tạ tối đa maximum nhất có thể, tại vì đây là bài tập đầu tiên và cũng là một trong hai cái bài tập chest duy nhất trong ngày hôm nay, cho nên là mình muốn tập thật sự tối đa, thật sự là intense. Ok, working set đầu tiên hôm nay là mình cũng sẽ có dịp được test cái wrist wrap này của mình. Nếu ai có theo dõi trên Facebook của mình thì ngày hôm nay mình có đăng về cái wrist wrap này. Mình đã sử dụng nó lần đầu tiên cách đây là 6 năm, và hiện tại nó vẫn là cái wrist wrap mình thấy là xài ok nhất, ổn nhất. Ok,
Ok, walking set cuối cùng. Set thứ 3. 2 lá 15. 2 lá 10. Cộng với thanh đòn. Ok. God bless her. Go, go, go. Bài chest thứ 2, incline dumbbell press. Bài này mình sẽ tập 3 set chính, chỉ 3 set thôi. Số rep của mỗi set sẽ là tập tới khi nào drop thì thôi. Ok, let's go. Walking set to failure, tức là đẩy tới chừng nào rớt thì thôi, không quan trọng là bao nhiêu reps. Thì phải nói là tới set thứ hai là thấy là 3-4 cái đầu là thấy muốn rớt cái tay xuống rồi. Đó là đặc điểm của những cái bài tập mà dùng set to failure. Ok, vậy là mình vừa kết thúc xong hai bài chest của ngày hôm nay. Giờ thì mình sẽ chuyển qua shoulder. Bài tập đầu tiên mình sẽ dùng là bài tập shoulder press. Với bài tập này thì mình sẽ tập 3 set. Và bài tập làm sao mà tổng 3 set là 50 reps. Đó là theo phương pháp 3-5-0. 3-5-0. Các bạn cố gắng là dù là tập về sức mạnh hay là tập về những cái bài tập như set to failure thì cũng cố gắng sử dụng mức tạ nặng nhất có thể, được dùng những cái mức tạ mà như là em bé tập ha, đừng tập dưỡng sinh, cố gắng tập nặng nhất có thể, mạnh nhất có thể để kích thích phát triển cơ bắp tối đa ha. Đừng tập dưỡng sinh, đừng cầm cục 1 kg mà đẩy. Với cái bài shoulder press này thì khác biệt là mình muốn nó vào phần rear delt nhiều hơn là front delt. Tại vì những bài tập sau sẽ tác động vào front delt nhiều, cho nên là mình muốn tập trung bài này cho rear delt nhiều hơn. Okay.
6, 8 người. Lateral raise. Ok, vô. Let's go. Bài tập này mình sẽ tập theo phương pháp pyramid. Tức là set đầu tiên với cục 6kg sẽ đi 25 reps. Set tiếp theo sẽ đi với cục 10kg đi 15 reps. Và set cuối cùng là cục 10kg cục nặng nhất sẽ đi là 10 reps. Sau đó đến set thứ hai chúng ta sẽ đi ngược lại. Nhiều rồi. 50 này. Nửa đường rồi, let's go. Easy.